Tiếp theo sẽ được chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 2, khối dân dân phường Vĩnh Quân tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền hội nghị lần thứ 6 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho đoàn viên hội viên người dân trên địa bàn phường. Chiều ngày 17 tháng 2, khối dân dân phường Vĩnh Quân tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền hội nghị lần thứ 6 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho đoàn viên hội viên người dân trên địa bàn phường. Tại hội nghị, đồng chí Lê Thành Hảo, Phó trưởng ban dân vận Thành ủy, đã quán triệt ba nghị quyết, một kết luận, một chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa con người An Giang hiện nay. Qua hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân, giúp nhân dân hiểu và nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, góp phần để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.